đến nhà mấy cô? Mấy cô là dân ở Thủ Dầu Một không à, rồi lên vô không. Thì hai chiếc xe tới luôn mọi người ơi. Cầu Năm Vũ Linh hai chiếc xe hơi. Nhớ quá. Nhớ cầu Năm Vũ Linh quán hai chiếc xe hơi luôn mọi người ơi. Hai chiếc xe hơi cả nhà cô mình đâu đến cô? Cô hả? Bình Dương, Bình Dương. Bình Dương mình ha. Dạ. Sáng giờ có quá nhiều người dân Bình Dương đến đây mọi xuống. Đây cô còn đây là cái bên ngoài nè. Wow, đoàn mình hai chiếc xe du lịch luôn. Trời ơi, giống ca sĩ lắm á chị ơi. Trời ơi, chỉ lại hình như ca sĩ còn cái gì nữa mọi người. Lát mình vô mình hát bài mộ cậu Năm luôn đi. À, đây là gia đình rất là đông, hai xe ô tô 7 chỗ đến. Chúc mẹ hát bài đi con. Đó, đó đi cô lên tiếng rồi. À, hát bài đi chị. Thì quá quý rồi này, mấy chị với mấy cô đến hai xe du lịch 7 chỗ, cả đoàn đến rất là đông. Dẫn đoàn là cô nha. Tháng 3 2023 các em và các cháu ở tỉnh Bình Dương đến đây viếng mộ của anh Năm ở tại công viên Chánh Phú Hòa. Hôm nay em cũng rủ các con các cháu đi về đây thắp hương cho anh, mong hương linh anh được sớm siêu thoát về nơi tây phương cực lạc, độ hộ cho tất cả chúng sanh trên thế giới hoặc những người hâm mộ về anh được mạnh khỏe, bình an, gia đạo vui vẻ, con cái làm ăn phát tài phát đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Ở nhà biết sao? Đi sau lưng đó chị. Chị đi hai xe du lịch 7 chỗ ở Bình Dương đến viếng hôm nay, là thực sự mà nói là người dân Bình Dương rất là yêu mến cậu luôn. Từ khi cậu nhập hộ khẩu tại Hoa Viên này thì rất là đông cô chú ở Bình Dương này đến viếng mộ cậu. Đây là các con của cô không hả cô? Cháu con cháu không hả? Đây là con, còn dạ. Đây là cháu, là bạn của con. Dạ. Ừ, ai cũng dễ thương hết, ai cũng đẹp hết cô ơi. Thì hồi nãy cô có nói là có thể là ai hát cái gì đó cô? Con không nhớ rồi con. Trời, chắc mắc cỡ quá hay gì vậy ta? Có người biết hát trong cái đoàn này nha cô chú. Vũ Linh là một ca sĩ nha. Đẹp giống ca sĩ nổi tiếng lắm mà. Rồi. Mà nhưng không có dám hát ở đây. Giống ca sĩ không đẹp ra. Giống ca sĩ chị đẹp quá. Hát tặng Vũ Linh. Ở đâu vậy? Cali mới về nó rủ nó đi, cái nó đi á. Quá, dì kêu, dì kêu, dì kêu mọi người ơi. Mỹ ơi Cali. Dạ, quá là đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp, tuyệt vời. Chị nhìn em đấy, chị có một cái phong cách khác. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Hôm nay là người Bình Dương đi với lại chị Diệp Kiều. Quá tuyệt vời. Mời cô chú anh chị vô thắp nhang. Đi rất là đông ha. Mỗi lần thắp nhang là cô chú anh thấy cũng rất là hoành tráng, trang nghiêm. Quá trang nghiêm mà cô chú anh chị ơi. Không có không. Thì thật sự mà nói, thường thường là Việt Kiều người ta hay giấu lắm mọi người. Khi mà hỏi Việt Kiều là không ai trả lời hết á. Tại vì ta hay giấu. Chị có nét đẹp Việt Kiều ghê. Sang trọng. Việt Kiều nhiều khi người ta ngại á. Người ta ít khi nào người ta. Tại vì cái tiếng Việt Kiều nó nặng lắm á mọi người. Nặng ở đây là nặng trách nhiệm á.
bởi vì nhiều khi chị Di Kiều chị cũng không có nhận luôn, thì cô qua chia sẻ đây. Mới hôm qua ông kia cô đi hát nhiều quá, hôm nay sang tiếng quá hả? Cô thường thường là cô hát là cô hát cải lương hay hát cổ hay là hát tân nhạc không? Vậy nếu mà cô khang tiếng này thì tụi con chỉ xin cô một câu thôi. Một câu thôi con. Thôi để cô qua thăm trường quậy, cô đốt nhang đây rồi chút xíu nữa đi. Nghĩa là cô hứa là tí xíu nữa. Thì nếu mà cô không hát thì con cô sẽ hát. Tại vì nãy cô đã chỉ con cô rồi. Nhưng mà tại vì chỉ còn ngại. À, tí xíu chị lấy bình tĩnh lại, chị sẽ hát tặng cho tất cả mọi người trên thế giới này luôn, chứ không có riêng gì Việt Nam xem được cái clip này ha. Anh Năm ơi, anh Năm dễ thương quá. À, cô xem cái gì vậy? Giờ mình sẽ quỳ xuống mình nguyện đi. Muốn nguyện cái gì thì đến đây đứng đây nguyện nè. À, cô nguyện. Này qua bên kia. Dạ. Bên kia qua bên kia bắt đầu cô nguyện nha mọi người. À, hãy bảy nguyện nha. À, bên mộ cậu cũng rất là linh nha. Cậu cũng đã rất là nhiều lần phù hộ cho Hân Trần rồi. Thì phía bên đây là cô cũng đầu nguyện nè. Những cậu đổ lên mà cũng thương thôi bớt lại sống khôn khắc linh bổ tiểu ái mộ cậu Năm quá, lên thăm cậu mong hương linh của cậu được giảng sanh về nơi tây phương cực lạc, độ hộ cho những cái điềm vui, những cái nguyện ước gì của từng người đã cầu xin về thì xin được cậu Năm của nghệ sĩ Vũ Linh cũng chứng minh và linh thiêng và gia hộ cho chúng con các cháu cũng được khỏe mạnh và công việc làm ăn được xuôi buồm thuận gió, làm đâu được đó may mắn gia đạo bình an hạnh phúc con cái vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc mừng cậu nha mọi người. Tuyệt vời nha. Anh Trần cũng cô ơi, hôm nay mình nguyện. Đến đây mình thấy mộ cậu Năm như thế nào cô? Thì thấy mộ cậu Năm thì nó khác với những cái mộ khác. Quá đẹp rồi. Dạ. Nào giờ cô có thấy một cái nghệ sĩ nào mà được như vậy chưa cô? Cũng ít được như vậy lắm mà dạ. Nhưng cũng khi mà mắt thì tất cả ai hái ái mộ người ta cũng đến thăm nhiều lắm, nhưng lúc nào hoa cũng là có tươi được nhiều như vậy. Dạ. Ở ngoài thì mình có gặp cậu Năm ở ngoài bao giờ chưa cô? Gặp một lần. Một lần. Một lần cậu Năm đi ăn bún riêu ở thành phố. Vậy mình có tiếp xúc với cậu không cơ? Cũng không có tiếp xúc mà cậu đang nói chuyện với khách khứa gì ở trong quán. Nhưng mà nhìn sơ là cô đã nhận ra ha. Rất là quý cậu Năm mà bởi nhìn sơ và là biết được cậu. Nói chung là tại vì có thằng cháu ruột á, bây giờ nó đã 28 tuổi rồi mà hồi xưa nó mới có 5 tuổi, 4 tuổi. Á. Bây giờ nó là thạc sĩ. Nó làm, nó học 2-3 bằng thạc sĩ luôn á, thạc sĩ, tiến sĩ luôn mà. Hồi nhỏ 5 tuổi là nó mê Vũ Linh quá mà đến mức nó bị đòn. Nó bỏ học mà tối ngày cứ Vũ Linh hát là nó theo, nó coi rồi nó cũng nghiêng qua nghiêng lại kiểu như diễn tả là nó mê ca nghệ sĩ vậy đó. Nó mê ca sĩ, gia đình nó không chịu. Bị đòn hoài luôn hả cô? Bây giờ nó ra trường nó làm thạc sĩ rồi mà nó vẫn... Rắn mê đúng không cô? Mê dạ, thì còn cảm ơn sự chia sẻ của cô ha. Cô thực sự mà nói là rất là gia đình cô rất là mến mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Cô ơi, cô là cô của con. Rồi, thì bây giờ cô qua đây. À, nãy cô có hứa nhưng mà bây giờ cô khang tiếng quá. Thì bây giờ con hát, con hát. Cô, cô. Cái chị đội nón hát rất là hay anh. Chị đội nón, cô bảo đảm chị đội nón chứ không ai hết đó. Rồi rồi rồi. À đây đây chị hát kêu. Chị kêu. Chị kêu. Chị kêu. Em không biết hát đâu mấy anh ơi. Rồi chị kêu. Chị hát rồi bây giờ cứ theo cô hồi nãy cô hứa rồi. Mẹ cô nói là cái chị đòi nón hát rất là hay. Rồi, nãy cô nhà chị ngại gì không có hát. Đây gia đình của cô là đi hai xe du lịch.
đừng có quay nhiều quyển không có được. Dạ, 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 đang, con biết rồi. Cho Vũ Linh mà quay nhiều quyển không được. Dạ. Thì hồi nãy cô cũng có hứa là nếu mà cô không hát thì con hát. Thì bây giờ mình dạ, ra tới xe hơi dạ, lên, mình lấy cái phong cảnh xe hơi mình... Bây giờ là cô không hát rồi. Rồi cô thì không hát rồi, cô mệt. Dạ, con thì... cô hát. Thì hơn chừng tiến vào gặp chị ha. Này, chị ca sĩ. Chị đi rồi mẹ ơi. Chị ơi hát một câu cho khán giả. Đâu có biết hát đâu. Mẹ biết hát đó. Ờ. Để cô hát, cô hát. Ơi cô hát, cô hát, cô hát mọi người ơi. Rồi cô hát. Cô có hát. Cô dừng xe con. Cô dừng xe từ từ con. Rồi lớn rồi. Đưa đám tang là rất là lúc nào cũng nhiều. Có rồi cô về giữ sức khỏe nha cô. Rồi, rồi, con chúc cô sức khỏe bình an. À còn á à, chị Duy Kiều à, chị Duy Kiều, chị Duy Kiều. Xe chị Duy Kiều. Rồi chị ở bên sau thì chị Duy Kiều. À chị Duy Kiều. Cô về khỏe cô. Rồi thôi mấy chị cũng về rồi mọi người ơi. Rồi để dịp khác. Dịp khác nhớ lên là hát tặng cho tụi em với lại cộng đồng nha chị. Rồi chị nói ok máy bay rồi. Chúc đoàn về nhiều sức khỏe mọi người ơi. Quá quỷ rồi.